Nói xin chào anh em nhá. Cảm ơn anh em đã trở lại kênh vlog của mình. Hôm nay mình sẽ đi siêu thị làm một món siêu cay khủng lồ. Anh em nhá. Thì clip ngày hôm nay là lại ra đầu. Bây giờ mấy giờ rồi anh em nhỉ? Bây giờ là 12 giờ 15 rồi. Cho điện thoại vào đồng hồ xem mà. 12 giờ 15 mà, tao vừa xem đâu. Bây giờ 12 giờ 15 anh em nhá. Đây rồi. Thì hôm nay mình vẫn là theo yêu cầu của anh em thôi. Thì đây, hôm nay lại làm siêu cay khổng lồ. Anh Hải bao nhiêu nước anh Hải? Tôi cảnh báo. Hôm nay anh em biết mình làm gì không? Mì siêu cay khổng lồ. Mì tôm siêu cay khổng lồ. Đây rồi. Bắt đuôi. Bắt đuôi rồi. Đây. Này anh em nào? Đô ca này. Ai dạy? Nào quay cái mì này. Ôi giời ơi. Gì đây? Bạc. Xúc xích này. Hết. Hôm nay là sếp mình không đầu tư cho mình nữa rồi. Nên là mình không đâu. Nên là mình không quay sếp mình nhá. Đâu đi. Sếp mình hôm nay không đầu tư nữa rồi. Anh để mình nhóm bếp đã. Ôi giời ơi, mất tiền mùi buồn thế. Tiền vàng. Theo cậu. Nha. Mình là Hải. Nha. Sao phải nhút? Đây là da đen nhá. Đây là mấy thằng em của mình mà. Hai bọn nhóm rồi hai. Mấy thằng em mình. Cháy rồi anh em ạ, bây giờ cho nước lên rồi. Ôi. À quạt. Đây đã có lửa. Cho thêm củi đi hả? Đây là hai gương mực không làm nổi của anh này. Hai thằng này. Nào. Đây. Đây hôm nay không phải giúp mình đâu nhá. Đây là ông đảo. Chào anh em nha. Mình không phải là sếp đâu, mình nghèo rồi. Sếp mình phá sản rồi. Đây là anh Hành ớ, sống một lớt. Đây là anh Duy Đức. Nhưng mà thân quen rồi. Nếu anh em có ý tưởng thì anh em phải comment chứ. Cái này bố là còn... Anh cứ bảo cá sấu lớn mình không có tiền đâu. Tiền không có comment toàn những mực miếc mới ấy miếc. Sếp mình làm sao đầu tư được. Video này nhá. Video này mà lên 100k view mình sẽ mua con... gọi là con đôi con cá sấu lớn siêu to khổng lồ cho anh em luôn. Mình nói thật luôn. Mình nhớ mồm nhá. Rồi. Nhớ mồm rồi 100k view. Khó đấy. Khó. Cho các view trong vòng bao nhiêu chứ? Bao lâu cũng được. Được. Lên 100k view. Được. Anh Hải được gì không? Ok. Tưởng gì nhá, hai con cá sấu gì. Em nghe sếp mình nha. Chia sẻ. Rồi là cho trước à. Cho trước chả cá à bỏ viên hải rau bỏ đi hải rau. Nó hơi sôi sôi rồi. Cẩn thận thôi. Ủi nóng quá, hơi bị nóng nha. Để phát nữa. Ui. Lạnh không? Vẫn còn lạnh không? Lạnh ngắt. Đây mình phải nhịn đói, mình phải nhịn ăn sáng, nhịn ăn trưa để có tiền mua cái này cho anh em xem ấy. Chứ tưởng là giàu à? Tưởng có tiền à? Đậu má, có tiền. Xúc xích nữa nhở? Xúc xích đường, xúc xích sau liền. Ăn liền cho sau. Này, vẫn là gương mặt thân quen. Mà không làm là có ăn. Em nhớ chia sẻ đi và lại lời mình nói nha. Ôi giời. Đấy sếp mình bảo rồi. Sếp mình dạo này đang hết tiền rồi. Anh em cứ lên trong cao view là mình có hai con cá sấu để ăn. Em muốn xem chia sẻ đi. Cứ anh ơi. Đừng giỡn. Nếu mà được 50 cá sấu thì anh cho ăn cái gì? Ăn lợn. Mua một con lợn à? Mua một con lợn. Lợn sữa. Quay luôn. Lợn sữa quay hẳn một con lợn. Được rỡ luôn. Wow. Lợn chẳng mất mấy đâu anh em ạ. Anh em chỉ lên 100 cái sát thôi. Ôi cái sát à. 50. 50 rồi. 50 cái sát à. 100 cái sát hoài quá. 50 cái sát rồi. Lợn chẳng mua mấy đâu. Ui lợn chẳng mua mấy. Anh nói cái gì vậy? Hả? Anh nói anh đang nói của anh say ấy. Sáng gì chưa? Đây sáng ăn gì để mua đi chứ. Mỗi ngày đây mình nói thật với anh em là mỗi ngày ở đây có mỗi thằng 20 nghìn.
ăn sáng đấy, con góp lại xin mẹ đây anh em ạ, khổ lắm cơ. Anh em cứ bảo xem mình giàu, xem mình có tiền đâu. Có tiền đâu, bán cái điện thoại rồi. Đấy, hôm nay làm được, hôm nay là thật được thời tiết ủng hộ là ở đây gió cũng mát nhưng mà mưa hơi nắng là mình không quay ngoài kia cho anh em thân được. Nên là phải cho vào đây. Và tí là nếu mà xong thì sẽ chuyển địa điểm để ăn. Để chuyển ra chỗ nào, à chuyển ra một chỗ thoáng mát. Kiểu đồng quê cho anh em xem. Nước cũng sôi sôi rồi. Bây giờ cho xúc xích vào nhanh nhanh nhá. Cái này. Đây mới gọi là cái gương mặt mà ăn trực này anh em ơi. Nhá, thằng này không làm gì cả. Lồi nhà nó đấy. Nói gì đấy? Cho rau trước nhỉ. Úi giời ơi. Đấy. Đây cho hai gói này thôi. Ở đây có cay này. Cái cứ ôm một gói nhớ được tí nhạt. Bây giờ luôn ôm lại một gói đã. Cứ để một gói được vứt. Đấy anh em ạ. Ngon đấy. Nói chung là nước cũng có tí màu rồi. Cho hết vào luôn. Đổi màu rồi. Nhìn đi cậu ấy nhỉ. Chín rồi anh em ạ, sôi rồi. Bây giờ bê ra ngoài kia. Bê ra ngoài kia để. Đi cẩn thận không mất ăn đấy. Thôi đi. Đi cẩn thận mất ăn này. Đất trời nó đổ khoảng người thì mất ăn luôn. Đang đi ăn cứ bảo là kêu đổ. Chả nào, trông chả không. Nói chung nó kiểu mày. Đây mày. Có thằng này có thằng nào cũng không lừa giữ cái này không đổ bây giờ. Ôi. Sao nó... Ôi Hải ơi, rực rỡ rồi. Nhìn ngon nhỉ. Này giữ cũng lưỡi 6 này không đổ này. Đấy cho ụp. Mùi dịch sang không? Mùi dịch sang là quay hả? Test hả? Hải sang test đi. Ôi cá. Đây cho anh. Chắc đủ hết đây rồi. Ôi anh uống nước nào. Ôi anh em nha. Nào từ từ. Rót nước đã. Ủa nước lọc à? Nước lọc à? Ngon. Cay không anh? Nước lọc ngon. Vừa cay, vừa thơm, vừa vị bài. À, anh ộp mì như này. Đấy. Mời anh em nhá. Mời anh em nhá. Anh Long ăn đi anh Long. Mời anh em nhá. Ăn đi không? Ăn đi. Chán đi. Hơi nhạt một tí. Hơi. Nhạt đấy. Cay quá. Cay vãi được. Bỏ bây giờ ngon không? Cay vãi ô. Mì tôm cay quá. Cay tới tết cả đám em như kìa. Mời anh em nhá. Cay quá. Thế nào anh? Cay. Cay được mấy cái không cay được mì cay lắm. Thế mình không ăn được cay anh em ạ. Cay mũi á. Không mặn không nhạt mà cay. Ngon. Ủa, đây camera man, đấy camera man ăn đi. Dùng miếng đi. Cay quá. Tôm cay quá. Mày anh em nhá. Sao anh? Dở rồi. Hai con được cay anh em ạ. Đứng. Nghẹn rồi anh em ạ. Cái này nghẹn rồi, không phát biểu được. Cay lắm anh em ạ. Nhìn thế này thôi. Thấy không? Rồi, chảy được cả nước mắt rồi. Xương. Từ tết miếng mì em ạ. Cay quá. Đấy, nắng trời nắng này còn đi ăn mì cay mới khổ không? Không lọ mưa. Không lọ mưa mà ăn mì cay là đẹp. Mà cái đây. Này nó cay chưa? Anh ộp này. Nhìn cho... không cay à? Hôm nay mày đi tưởng viện mấy viên không cay. Dạ, mà anh em nhá. Sáng không được ăn cơm thì húp một sột. Ui húp một sột. Sao anh đây này, cay tất cả mép thế này. Ôi giời. Ôi. Nữa rồi. Thế nào anh? Ấy cổ này, lại trong mặt lại còn bữa còn bôi kia đấy, chưa. Đấy. Con gia vị ở cầm để cho ai? Cho người yêu à? Đừng vừa ăn vừa uống nước, phê lắm. Cay quá. Cay. Đừng ăn bún. Làm tép miếng mì anh. Lộ. Lộ rồi. Lộ hết cả một bill rồi. Tép miếng mì anh em nhá. Cay hết. Ui khổ. Cái gì đấy? Đây này, thằng này húp nước này anh em ơi. Húp đi. Chảy mồ hôi. Lợi chảy mồ hôi rồi. Quay này.
Ui trời ơi, cay. Cay. Ui trời ơi, còn giật chân nữa. Thằng ăn là hai cái. Ôi đây, thằng kia sạc rồi anh em ạ. Cay lắm anh em ạ. Mấy người mà gọi đây? À 12.000 thôi. Uầy, 10.000 một gọi thôi. 10.000 gọi. Ăn cay. Mấy cái bò viên này rẻ không à? 15.000 túi. 15.000 túi. Nói chung là cũng ok đấy. Này là ăn xương, ăn sáng. Anh Lợi ăn tới mồ hôi rồi này. Xương xương á. Mình mình. Ngốc quá. Anh Long, em cho anh một xúc xích à? Ăn đi. Anh không, anh đừng. Mình thì mình ăn được cay anh em ạ. Mấy bọn ok không anh? Từ từ em ăn nốt miếng mì này, em húp nước đi mà, em tét nước. Được. Ôi giời ơi, con người. Húp nước để cho anh em xem. Con này sao ăn rất nhiều nhá. Không biết anh em đợi tí mình lấy ít nước mì xem nhá. Đây, thằng này tên lược, tên lược anh em. Tí lược. Ôi trời, húp luôn. Ui giời ơi. Sao anh? Ui giời, sặc luôn. Trời, cả lưng múi rồi. Uầy, tắt đi xem mấy giờ. Cay đấy. Vài giờ. Sao anh ngủ vậy? Ngon vậy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tớ không, ăn tham nhất mà. Ăn tham nhất bây giờ không rồi. Tham thì thơm hay anh em ạ? Tham thì thơm đấy. Hãy cho quay cho thằng Long ăn. Cắn đi, cắn đi. Ăn đi. Cắn đi tí nữa ăn. Đây, anh Lợi. Đây, lấy thêm cả nước mì nữa này. Đây, đợi tí mình hút một phát này. Chờ được anh em xem nha. Cho vào là ăn nốt đã. Combo luôn. Combo nha, combo. Phát hết sạch này. Chảy hết cả nước mũi rồi. Không quay được xuống. Bận anh ngại. Trời ơi. Anh được phát hết sạch đi. Phát hết sạch luôn. Sao quay. Ôi trời ơi. Thôi nhá. Anh em ạ. Hai quay thảo cả anh em nhá. Anh em ạ. Anh em các clip sau. Anh em có ý tưởng ai thì nhớ comment ở bên dưới nhá. Để mình làm, anh em nhớ like, subscribe kênh YouTube để ủng hộ anh em mình, để có tiền để làm những cái hay hơn cho anh em xem. Anh Hải nhỉ, anh Hải. Chào anh em nhá. Chào anh em.